Xin chào các bạn, mình mới về một số hàng. Mình làm cái video đập hộp quảng cáo giới thiệu đến các bạn nha. Thì đa phần là mình nhập hàng từ Mỹ về các bạn. Rồi tùy một số dự án này nọ thôi, mình làm thì cần thì mình mới nhập từ Mỹ. Cái đầu tiên á, là cái mấy miếng, mấy anh em nào gia công cơ khí chính xác em sẽ biết, cái này những cái miếng dùng để săn chê, săn chê để cho tăng độ chính xác các mà. Săn chê máy CNC, săn chê máy phay, săn chê phôi này nọ. Thì mình mua về để mình làm cho phân hệ gia công cơ khí. Tới cái món thứ hai á, là nhìn cái vali nó cũng độc đáo á, nhưng mà thật sự nó chỉ là cái bộ tool dùng để làm lead down test. Các bạn biết lead down test là cái gì á, thì các bạn coi là những cái video cũ của mình á, mình có giới thiệu cái bài test này dùng để kiểm tra coi độ kín của buồng đốt. Nó quyết định được nhiều thứ lắm các bạn, coi buồng đốt nó bị xì nào, xì bạc, xì van, xì van xả, van nạp, xì nước này nọ. Tới cái món thứ ba là mấy cái đồng hồ dành cho xe độ thôi. Mấy đồng hồ thể hiện các thông số về áp suất nhớt, rồi áp suất tụt bô, rồi tỷ lệ xăng gió này nọ. Cái này chủ yếu mình mua về để mình làm cho xe độ, chứ xe bình thường thì không ai gắn cái này đâu. Sẵn tiện luôn là mình tới món thứ tư. Món thứ tư là món gì? Món thứ tư là cái bình thay nhớt thôi các bạn, cái phễu á. Hôm rày mình xài những cái phễu bán ngoài chợ nhìn nó ghê quá. Ở vậy nay mình nhặt cái phễu mà đúng chuyên dụng dành cho anh em thay nhớt. Nó có đầy đủ tất cả những cái nắp, chụp lên tất cả những dòng xe hiện nay, chụp kính luôn các bạn. Sau đó mình cắm cái phễu vào thì bảo đảm các bạn, thứ nhất là nó rất là chuyên nghiệp, thứ hai là nó không bị rơi vãi nhớt này nọ. Cái hộp thứ ba là những ống phun này được sử dụng trong cái công tác vệ sinh động cơ các bạn, vệ sinh hộng nạp á. Thì nó tùy vào kích thước hộng nạp của nhiều loại xe thì nó có những cái adapter kích thước khác nhau. Này mình đặt in 3D nha. Thiết kế thì có trên mạng rồi đó, mình chỉ đặt in 3D bên Mỹ thôi, tụi nó in cho mình rồi nó gửi cho mình thôi. Có dòng xe nào thì in lên trên đây cho mình, ví dụ con này con Nissan gì đó. Còn cái phần tới tiếp á, là cái trấu, trấu để mình phun vệ sinh động cơ á, mình cũng nhập Mỹ luôn các bạn. Thật sự bên Trung Quốc nó cũng có nữa nhưng mà không rày mua khó quá, nhưng mà mình nhập Mỹ luôn cho nhanh. Cái cuối cùng cũng là cái khá là quan trọng, đó là cái bộ sơ mi lỏng dành cho cái dự án GTR 1500. Cái này là chủ yếu về độ xe. Thì các bạn theo dõi dự án này cũng từ rất lâu rồi, thì cuối cùng thì cái này là cái nút thắt cuối cùng của cái dự án này. Nó gặp nhiều trục trặc lắm, mới mốt mình làm video mình giới thiệu sau. Nhưng mà cái sơ mi lồng này để cần thiết cho cái dự án này, để mình tiếp tục cái dự án tiếp tục nữa. Hôm rày nó bị treo 6 tháng nay rồi, chờ cái bộ này đó các bạn. Đồ Mỹ coi vậy chứ đôi lúc cũng có sớm, đôi lúc cũng có rất là trễ, chờ rất là lâu, rất là khó chịu, nhưng phải chịu thôi. Còn thêm một món nữa mình quên, cái này cũng khá là vui. Cái này là một cái bầu hơi mà nó đặt ở vị trí bánh sơ cua đó các bạn, để mình làm cho cái hệ nâng hạ phuộc, mà không phải là nâng hạ phuộc kiểu phuộc cao su đâu, mà nâng hạ phuộc phuộc độ tí, nó ok hơn tí,